Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục cho nghĩa nha các bạn. Mình cho mình là mình sẽ chế nước mắm vô miệng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ hút nước mắm lên nha các bạn. Nè các bạn. Bây giờ mình sẽ chế vô miệng nha các bạn. Có đang ngủ trong phòng nha các bạn. Mình sẽ vô nha các bạn. Nằm vào đây luôn nè các bạn. Giờ mình sẽ chế nước mắm vô miệng nha các bạn. Giờ mình sẽ chế luôn nha các bạn. Vậy nước mắm á cô. Sẽ kết thúc video nha các bạn. Nếu bạn thấy hay là cho mình một like, một đăng ký nha bạn.